Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu Bảy Vinh. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe cho anh chị và các bạn ha. S150, S155 rồi VinX ha. Thì đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có em Ly sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Mời Ly ạ. Hello, xin chào mọi người nha. Đây là em Ly đây. Em Ly rất là cảm ơn mọi người đã bấm vào kênh để theo dõi em Ly nha. Thì em Ly xin báo giá em S155 ha. Bên em Ly có đầy đủ phiên bản luôn mọi người nha. Thì mọi người quan tâm đến dòng xe nào thì cứ nhắn tin cho em Ly ha. Rồi trước tiên là em Ly xin quảng cáo em phiên bản cái này là phiên bản giới hạn mọi người ha. Cái phiên bản giới hạn này bên em Ly đang có chương trình tri ân cho khách hàng ha. Khách hàng mua xe có liên hệ trước thì em Ly sẽ để giá cho mình con này là chỉ có 49.500 thôi mọi người ha. Thường là giá xe sẽ là 53-52 triệu nhưng mà em Ly tri ân cho mình chỉ còn 49.500 thôi mọi người ha. Dòng xe này em Ly hỗ trợ cho mình mua gốc không cần trả trước luôn mọi người, chỉ cần đem thủ tục giấy tờ và liên hệ với em Ly. Em Ly hỗ trợ cho mình đổi hồ sơ và lấy xe ra không cần trả trước mọi người nha. Rồi kế bên em ẹt mà phiên bản giới hạn đây là cái em ẹt 155 phiên bản màu xanh màu xanh GB mọi người ha. Thì màu xanh GB này bên em Ly bán giá hiện tại sẽ là 49 triệu mọi người nha. Dòng xe này em Ly cũng hỗ trợ cho góp cho mình luôn nha. Rồi kế bên mọi người đây là em ẹt 155 phiên bản tiêu chuẩn thì em Ly có độ màu cho mình nha. Thì chi phí độ màu thường là sẽ 2,5 triệu nhưng mà mua xe liên hệ trước em Ly hỗ trợ mình 1,5 triệu thôi mọi người nha. Và các em ẹt phiên bản tiêu chuẩn này giá của nó hiện tại sẽ là 45 triệu ha. 45 triệu em Ly đã bao gồm thuế VAT cho mình rồi. Bên đây cũng là tiêu chuẩn mọi người ha, màu BD cũng tương tự như vậy ha. Rồi em Ly xin lướt nhanh qua mọi người nha. Rồi cái bên đây em màu này cũng là phiên bản tiêu chuẩn. Cái này là màu zin mọi người ha. Màu zin này em Ly cũng bán giá là 45 triệu. Thì hiện tại em Ly đã có độ màu sẵn cho mình hết rồi nè. Mọi người quan tâm tới dòng xe nào hay mọi người muốn độ bánh căm màu nào hay như thế nào mọi người cứ nhắn tin chụp hình cho em Ly nha. Bên em Ly có hỗ trợ cho mình mua góp mà mọi người mua góp muốn được lãi suất thấp, muốn được ưu đãi thì mọi người hãy nhắn tin cho em Ly. Hồ sơ thủ tục rất là đơn giản mọi người ha, mình chỉ cần có chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu, chứng minh nhân dân cộng bằng lái xe, chứng minh nhân dân cộng bảo hiểm y tế hoặc đã đủ 18 tuổi rồi, có căn cước công dân rồi, em Ly vẫn hỗ trợ cho mình mua góp được mọi người nha. Mọi người quan tâm cái dòng xe nào thì cứ hãy nhắn tin cho em Ly nha. Kế bên đây là em Winner V2 mọi người ha. Winner V2 này thì em Ly bán giá hiện tại ở cửa hàng này chỉ có 36 triệu mọi người nha. V2 phiên bản C mọi người ha, 36 triệu. Dòng xe này em Ly hỗ trợ cho mình mua gốc không cần trả trước luôn nha. Mọi người chỉ cần liên hệ với em Ly hỗ trợ mình từ A tới Z, mọi người không cần lo về những cái khoản chi ra mọi người nha. Còn hiện tại thì S150 thì giá sao em? S50 thì bên em nếu như màu zin thì giá của nó sẽ là 44 triệu ạ. Còn nếu như mà phiên bản màu BD thì độ lên em Ly chỉ lấy mình tầm 1,5 triệu thôi. Thì S150 bên em Ly phiên bản giới hạn á, thì em Ly bán chỉ có 45 triệu thôi mọi người ha. Dòng xe S150 thì mọi người trả trước cho em Ly tầm 2 triệu đổ lên là được mọi người nha. Rồi ok, thì đó là mình báo nhanh một số dòng xe dành chị quả. Các bạn đang mình cần mua những cái dòng nào thì mình tranh thủ thời gian mình nhắn tin qua Zalo của em Ly đi, em Ly hỗ trợ một cách nhanh nhất có thể. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.